Hello anh em. Rồi nay em cái hồ em trị bệnh nha anh em. Trị bệnh cho cá hôm nay cái bị vỡ vi sinh nó đục. Hồi nãy nó đục sữa. Chứ nó không được trong vắt. Thì cách đó mà mình thay nước 100% luôn cho nó an toàn á thì có nhiều anh em hướng dẫn á, ví dụ như vỡ vi sinh thì ngày thay 30%, 2-4-5 ngày thì nó hết, nó lọc đi cái xác của cái con vi sinh chết á. Thì em muốn làm cho gấp luôn, làm chưa lẹ thì em chơi cái cách này nha anh em. Có nghĩa là em chơi em hút cái ống nhỏ nè, ống này ống nước ống nhỏ nha, thì nước nó ra rất là ít đó. Đây nó ra vậy nè, cũng ít rồi, nhìn vậy thôi chứ là ra nó ra ít lắm, cái hồ bự mà hút vậy ra ít lắm nha anh em. Đó thì em cho hút ra, rồi đồng thời lúc đó luôn em cho cái nguồn nước máy vô qua cái đầu lọc nè, vô cái ngăn lọc đầu tiên luôn đó, được thấy không? Đó nó chảy yếu cũng nó vô cũng tương tự vậy luôn đó, cái nước nó vô tương tự với cái nước ra, mà ra nhỉ nhỉ thôi để con cá nó không có bị sốc anh em, sốc clo hay là gì đó. Thì anh em cứ cứ canh sao nè, nãy giờ là nước á, là nó xuống tới mức này là nó đứng luôn à, tại vì thằng này ra nhiêu thì kia nó vô lại nhiêu, tương tự vậy đó. Nãy giờ em làm chắc cũng khoảng được 10 phút rồi. Thì anh em nhắm, mà thí dụ như cái hồ này nó rút á, rút xuống bằng cái ống nhỏ này khoảng bao nhiêu lâu thì anh em để nhiêu lâu thôi, có nghĩa là nước này nó ra thì nước khi nó vô, nhưng mà cho vô đầu ngăn lọc cho nó an toàn, nó qua mấy cái lớp lọc thì nó cũng đỡ hơn, mà nó vô ít à, mở rất rất là nhỏ ha, rồi cái nước ra này cũng rất là ít luôn đó. Thì nãy giờ 15 phút là thấy nó đỡ rồi đó, bắt đầu cái hồ nó trong lại được tí, nó không có bị đục sữa nữa, vẫn còn nha anh em chứ không phải hết, tại vì thường nước nó trong lắm mà này vẫn còn. Rồi chia sẻ với anh em vậy thôi, thì chắc anh em cũng biết rồi, nhưng mà có nhiều anh em mới chơi thì không biết, nhiều khi hút ra hết rồi đổ nước mới vô thì nó sốc cá bắt công đó. Mình chơi cho nước nhẹ nhẹ ra vậy thôi anh em ha, rồi mình nước vô cũng nhẹ nhẹ, sủi oxy mạnh nha, phải làm miếng thọt vô chứ đưa hai cái oxy đưa ngay giữa nè, cái đây là ok luôn á. Rồi, rồi cảm ơn anh em nha đã theo dõi clip, hẹn gặp lại.